Mitsubishi X-Force. Mitsubishi X-Force đã có mặt tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt chính thức và bán tại các đại lý. Phiên bản Mitsubishi X-Force tay lái thuận chạy thử tại Indonesia có thể chính là mẫu sẽ ra mắt tại Việt Nam tháng 12. Mitsubishi Moto đã có một mẫu Urban Surf là chiếc Outlander Sport, từng có mặt tại Việt Nam cách đây 10 năm và thất bại. Vậy Mitsubishi XFC ra đời để trở thành X-Force trong những sự kiện thực sự hoành tráng, với quy mô toàn cầu. Vậy mẫu xe này có nhiệm vụ gì quan trọng hơn một sản phẩm quá độ trong tiến trình điện hóa hoặc chứa đựng những công nghệ mới nhất của hãng, thay vì chỉ là mẫu xe để kinh doanh thuần túy? Mitsubishi X-Force được trang bị động cơ 1.5L MIVEC, 4 xi lanh, cho công suất 105 mã lực tại 6.000 vòng 1 phút và mô men xoắn 141 Nm tại 4.000 vòng 1 phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Công nghệ AOIC giúp xe vào cua chắc chắn hơn nhờ việc tự động điều chỉnh thiếu lái, thừa lái. Màn hình của xe có hiển thị nhiều thông số như hướng xoay vô lăng, lực phanh, áp suất lốp, lực G để người lái chủ động kiểm soát chiếc xe. Mitsubishi X-Force tay lái thuận được lái thử trong video clip có khả năng chính là xe sắp về Việt Nam trong thời gian tới. So với bản bán tại Indonesia, bản dành cho thị trường Việt Nam sẽ được hãng xe Nhật ưu ái hơn với gói an toàn gồm những tính năng hỗ trợ lái tiên tiến, nhiều khả năng là hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng hay đèn pha thông minh. Qua đó, Mitsubishi X-Force có thể dễ dàng cạnh tranh với những mẫu xe cũ, ngập, công nghệ khác như Yaris Cross hay Creta. Và nếu như chỉ là một mẫu xe ai, hoàn toàn mới, thay thế cho Outlander Sport thì liệu rằng có cần một quy mô lớn lao như vậy hay không? Ra mắt concept tại Việt Nam, ra mắt bản thương mại tại triển lãm Indonesia, sản xuất tại Indonesia, xuất khẩu ra toàn khu vực. Chắc chắn sẽ phải có điều gì quan trọng hơn thế, đằng sau sự ra mắt trọng đại này. Cụ thể, một số hình ảnh thực tế của mẫu xe Mitsubishi X-Force tại một kho xe ở Việt Nam đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Những hình ảnh này khá rõ nét giúp mọi người có thể có cái nhìn đầu tiên về phiên bản thương mại của X-Force sẽ bán tại Việt Nam. Đồng thời, điều này càng khẳng định mẫu xe này sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Nếu đúng như thông tin được các nhân viên kinh doanh của Mitsubishi chia sẻ, X-Force nhiều khả năng sẽ trình làng thị trường Việt vào tháng 12 năm 2023, trước khi chính thức mở bán đầu năm 2024. Dự kiến, X-Force sẽ được nhập khẩu từ Indonesia với 3-4 phiên bản, những bản cao nhất sẽ có trang bị ADAS, mức giá dự kiến 650-750 triệu đồng. Thiết kế ngoại thất của Mitsubishi X-Force mang vẻ mạnh mẽ và cơ bắp của một mẫu SUV nhưng cũng kết hợp với sự thanh thoát và chắc chắn. Phía trước và phần trên được thiết kế khí động học với nắp capo được dập nổi, đầu xe có mặt ca lăng hình khối, cho chiều sâu thị giác, dải đèn LED ban ngay có hình chữ L và hiện đại hơn. Thân xe sở hữu thiết kế mạnh mẽ với phần ốp vè khỏe khoắn, kết hợp với khoảng sáng gầm cao nhất phân khúc 222mm và mâm xe kích thước 18 inch cùng với đường kính lốp lớn, tăng sự ổn định trên những đoạn đường gồ ghề. Đuôi xe sử dụng thiết kế đèn tạo hình chữ T tương tự phần đèn chiếu sáng phía trước, mang đến hình ảnh vững chãi và bề thế. Như chia sẻ trước đó, khoang nội thất của Mitsubishi X-Force khá rộng rãi, khu vực bảng điều khiển trung tâm được thiết kế theo dạng mở rộng chiều ngang, giúp mở rộng tầm quan sát phía trước và được bọc chất liệu vải melamine với khả năng chống bám bẩn tốt. Hàng ghế trước hạn chế chuyển động của thân người khi đi vào các đoạn đường gồ ghề, hàng ghế sau có khả năng điều chỉnh độ ngả 8 cấp độ. Mitsubishi X-Force còn sở hữu màn hình liền khối giữa đồng hồ hiển thị theo nhiều giao diện và màn hình giải trí trung tâm, với màn hình giải trí kích thước 12,3 inch, cùng hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium có cấu hình 8 loa.